Đồ của cháu đấy. Cái gì? Cô nhặt đồ của cháu đấy. Ở trong này là cái gì? Nào bây giờ nói nào. Là cái áo, cái gì? Áo mở ra, đây là chai nước của tôi. Đây là chai nước là của tôi thôi. Không có cái gì to tát cả, cô có giả không? Tôi nhặt được rồi, nên bị đéo cái gì về. Tôi đéo ăn cắp, mà nói cho tôi có phải hay không? Bây giờ, tôi đứng ở ngoài đường nhá. Tôi nhặt lên, đúng không? Ừ. Tôi là của tôi thì sao? Gặp cái gì trong này? Cô là cái gì nào? Cô là cái gì? Cô là cái gì? Cái gì trong này? Cô bảo cái gì? Nào, theo cô là cái gì? Tao bị đéo mà trình bày với ai? Bây giờ cuộc đây là cái này là của tôi. Này, tao nhặt được đường mày bỏ, có mẹ mày kiểu đi. Tôi đứng bên đường, cô đứng bên đường, tôi bảo cô cho tôi xin lại, cô cố tình cô mang lên đúng không? Đây, tao nhặt được mà. Đúng rồi, bây giờ ở trong này là cái gì? Cái gì tao đéo là trình bày mày. Bây giờ cô có giải tôi chai nước không? Bây giờ cô giả tôi chai nước không? Có giả tôi chai nước không? Mọi người nhìn nhá, đây nhá. Bà này nhặt được của mình ở đồ trên đường, mình đang ra nhặt thì bà khi ra bà nhặt bà lên xe nhá. Này, mọi người nhìn này, đây nhá. Bà này sẽ được lên chùm trà đá ngồi chơi này. Không đọc được cái gì ở trong. Nó là chỉ là cái chai nước của em thôi, nhưng mà cái con người này nó bẩn chó. Đây là cái chai nước thôi, chả ai nhặt làm gì cả, nhưng mà đây này. Đây này, mọi người nhìn này. Đấy, nhặt xong rồi vứt đồ của người ta đi này. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa này, đây nhá. Đây là bà này có cả con gái nhá, con gái sẽ khó dám ra đường lắm mọi người ơi. Con gái cố tắm ra đường lắm mọi người ơi. Này, mọi người sợ không? Nhìn mặt bắt hình rong nha mọi người nhá. Tại sao lại có con người như vậy? Ở Hà Nội lại có con người như vậy nhá. Ok.